tặng rồi sức khỏe của chúng mình nữa. Mỗi ngày khi mà học tập thật là căng thẳng xong rồi ấy, thì chúng mình chỉ dành ra một chút thời gian 10 đến 15 phút để giải trí bằng game thôi nha các bạn nha. Công chúa tóc đỏ
đi được nè. Còn cái công chúa ếch là chỉ có thể nhảy qua hồ được thôi. Rồi đây công chúa ếch đây nha. Ồ đây đây. Ú lại gặp con tên nữa. Ây da, buồn quá đi à. Lúc nào cũng gặp con tên ở đây á. Phải đổi người thôi hả Sam ơi? À được thôi, tớ đổi người cho cậu nha. Nào công chúa tóc mây à. Úi công chúa tóc mây thì dài tóc dài, không làm ăn gì được đây. Chỉ có công chúa tóc đỏ mới có thể giải quyết được vấn đề này thôi. Rồi đi nào đi nào. Ôi đây là à đây là hồ là phải công chúa ếch ơi. Rồi trèo công chúa ếch trèo thì cũng được đấy, nhưng mà hơi lâu các bạn ạ. Rồi nhưng mà để cho công chúa ếch trèo cho nó mạnh mẽ lên, đỡ bị kiểu như là ui trèo rồi đỡ bị kiểu như là yếu đuối quá ấy, các bạn ơi. Rồi đi nè, đây mới là sở trường của công chúa ếch nè. Đến đích yeah. Nhìn quen, hình như cái tóc này là ở trong Aladdin và cây điện thần, hình như thế các bạn ơi. Rồi ok đấy, bây giờ để xem là công chúa này có gì đặc biệt các bạn nhá. À công chúa này mặc quần nên mình nghĩ là chạy rất nhanh nè. Để xem nào. Bây giờ nó tên phù thủy các bạn ơi. Wow, công chúa này là có thể làm sao đây, công chúa này làm sao đây. Mình sẽ phải phản kháng. Phải sử dụng công chúa tóc đỏ. Ui các bạn ơi, phù thủy này là trong công chúa tóc đỏ. Ui bay bay. Ui các bạn ơi, hết hồn các bạn ạ. Đây công chúa tóc đỏ là xử lý lần này không phải là cung tên nữa, mà là lần này cũng không phải là bắn bia nữa, mà là bắn phù thủy các bạn nhá. Rồi đây đu đây. Ui công chúa tóc đỏ nè. Ui bắn tên phù thủy luôn. Ui da. Rồi may quá, đến trước tên giả mạo rồi các bạn ơi. May quá. Rồi công chúa tóc mây ơi, lần này có công chúa phải chạy thật nhanh nha. Rồi bắn tên phù thủy nè, leo lên đây nè. Wow các bạn ơi. Rồi đi rất là nhanh luôn đấy các bạn ơi. Nhưng mà công chúa tóc mây ơi, cứ đi từ từ thôi. Để xem phù thủy nữa nè. Trời ơi, phù thủy, mấy tên phù thủy kia. Tớ phải sử dụng công chúa tóc đỏ. Hay da. Ê, tên giả mạo kia chạy từ từ thôi, đợi ta với tên giả mạo kia. Ôi trời ơi, bay mất rồi, đổi người. Ôi, không phải, à, may quá. Mình đổi nhầm người các bạn ơi. Đáng lẽ là phải công chúa ở trong cây đèn thần, ai ngờ đâu mình lại đổi sang là công chúa tóc mây. Nên là bị thua tên giả mạo rồi. Chắc chắn bây giờ tên giả mạo nó đang rất là đắc ý nè. Mình sẽ phải đuổi theo hắn. Tên giả mạo kia, người hãy xem ta đây. Ta sẽ biến thành công chúa tóc đỏ, sau đó là biến thành công chúa tóc mây. Người chỉ có đi sau ta mà thôi. Ha. Rồi cố lên các bạn nhá. Rồi đi đây nè. Rồi đi nè. Cái gì? Phù thủy. Mấy tên nhãi nhép kia, hãy xem ta cản được ngươi đây. Sao lại cản được tôi? Mình sẽ biến thành công chúa tóc đỏ. Hạ gục tên phù thủy các bạn nha. Tận hai tên phù thủy luôn. Mỗi đường đi là có hai tên phù thủy rồi. Biến thành công chúa ở trong cây đèn thần. Cây đèn thần là cây đèn thần. Yeah, đến đích rồi. Go. Bây giờ ấy, mình ấy đi trên đường nhiều các bạn. Mình nhặt được rất nhiều viên kim cương này. Mà mình thấy ở phía bên tay phải ấy, màn hình ấy là có một cái giường. Không biết là giường của công chúa ở đây. Mình sẽ đi vào xem nha. À, đây là phòng của công chúa tóc đỏ các bạn ơi. Wow, nhìn nè. Wow, phòng của công chúa tóc đỏ này quá là đẹp luôn. Mà công chúa tóc đỏ ấy cứ ngồi trên giường mà để tay như này bị đơ là sao các bạn. Rồi, công chúa tóc đỏ đang ngại đấy các bạn ơi. Nhưng mà mình muốn nâng cấp phòng. Không được, phải cần 3.000 viên kim cương mới có thể nâng cấp phòng của công chúa tóc đỏ đây các bạn ơi. Quần quá đi à. Được rồi, các bạn ơi, các bạn hãy nhớ like thật nhiều cho Hà Sam để Hà Sam kiếm viên kim cương nâng cấp phòng cho công chúa tóc đỏ này nhá. Ôi, bây giờ mình thoát ra ngoài rồi, để đi nào. Ở đây có 3 con vật nè, không biết là linh thú của những nàng công chúa nào đây. Rồi, mình bay nè. Ui, bơi. Ôi, ở đây có nàng tiên cá này các bạn ơi. Mình sẽ sử dụng nàng tiên cá để bơi. À, nàng tiên cá thì sẽ bơi nhanh.
rồi, bơi xong lại bơi xuống dưới. Rồi, đi lên đây, đi lên đây, đi lên đây. Yo! Vèo 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 vèo. Rồi đi xuống nè, đi xuống lại. Ui, lại bơi nữa này các bạn ơi. Công chúa tóc mây ấy, tóc chỉ phát ra được ánh sáng thôi, chứ còn ấy không bơi giỏi. Rồi nhưng bạn đến đích được thành công các bạn nha. Wow! Công chúa tóc mây lần đầu tiên được ngồi ở trong cái ghế này thì phải các bạn ơi. Yeah! Công chúa ở trong cây đèn thần ơi. À không, công chúa ở trong chuyện Aladdin và cây đèn thần ơi. Bây giờ hãy cố gắng để đi thật nhanh nha. Ui, tên giả mạo kia, hãy xem ta biến thành công chúa làm tên cá đây để lượn đây. Đây, à, đây 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 là để bơi. Ok, bơi nè. Đấy, bơi rất là nhanh luôn. Ui, không biết đây là nàng tiên cá mà khi mà leo lên tường thì sẽ như nào các bạn nhỉ? Ui giời. Ôi giời ơi các bạn ơi. Nhìn buồn cười ơi là buồn cười luôn ý. Rồi, bay nè. Rồi, bay lượn trên bầu trời nè. Wow, đến đích rồi. Ơi, khi mà nó ngồi vào vai vàng là tự nhiên có cái vương miện từ trên trời rơi đến bụng xuống. Ôi. Ui, các bạn ơi, đây là Hoa Mộc Lan. Là một công chúa cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc này các bạn ơi. Rồi, ok. Trời, thôi xong. Bây giờ nàng tiên cá bị mắc cạn các bạn ơi. Rồi, nàng tiên cá bơi trong nhà. Rồi, nàng tiên cá bơi này các bạn ơi. Nàng tiên cá không thể đi bình thường được mà là bò. Ui, đây là đấu trường, phải sử dụng Hoa Mộc Lan. Hay da. Rồi, bay nè. Bay thì lại phải sử dụng tấm thả bay thần kỳ ở trong Aladdin và cây đèn thần. Ôi rồi, Hoa Mộc Lan. Ui trời ơi. Nhìn này, nhìn công chúa này, công chúa bò như con sâu luôn ấy. Rồi, Hoa Mộc Lan này chiến đấu với kẻ thù và ngồi lên này vàng. Yeah, đây là ghế của các công chúa các bạn nha. Các bạn ơi, vừa rồi thì Hà Sam đã biến hóa thành rất nhiều công chúa các bạn ạ. Công chúa tóc đỏ, công chúa tóc mây này, rồi Elsa này, rồi Hoa Mộc Lan này, rồi công chúa ếch này, rồi công chúa nhiều công chúa nữa các bạn nhá. Và các công chúa này đã biến hóa thay đổi thân phận với nhau để phù hợp với đường đi và đặc trưng riêng của mình để đến đích được an toàn các bạn nhá. Đích chính là mai vàng và vương miện đấy các bạn ơi. Và video của Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.